Chào quý vị các bạn, đến với Giang Review tập này thì kính mời quý vị các bạn đón xem đêm đầu tiên của WrestleMania 40 sẽ có trận đấu đồng đội giữa Wayne The Rock Johnson và nhà vô địch toàn cầu. WWE không thể tranh cãi, Roman Reigns đối đầu với The American Nightmare, Cody Rhodes và Seth Freakin' Rollins. Nếu Reigns và The Rock giành chiến thắng, trận tranh tài thứ hai trong đêm của Showdown sẽ với Reigns sẽ diễn ra theo quy tắc huyết thống, đó là đảm bảo có sự can thiệp từ các ngành, các thành viên huyết thống. Tuy nhiên, nếu Rollins và Rhodes chiếm ưu thế trong trận đấu thẻ này thì The Bruin sẽ bị không được can thiệp vào trận đấu WWE Universal Championship tiếp theo. The Rock và Rin với Rollins và Rhodes không phải là cuộc thi gắn thẻ duy nhất trong một đêm sau khi ngã gục Demit trong lần ra mắt chính thức WWE SmackDown. Zack Karin dự kiến sẽ ra mắt Wrestle Miami Mania cùng với những người như Bransa, Bala và Naomi cùng nhau. Cả ba sẽ chiến đấu với Dakota Kai, Kairi Sane và Asuka của Damage theo cách tương tự. Rey Mysterio với Low sẽ hợp tác với Andre, người đã thay thế Dragon Lee trong WWE SmackDown thứ 6 để đối đầu với Santo Escobar của Ladoge Dan Fantasma và đứa con trai bất mãn của Rey. Ở những nơi khác trên thẻ, giải vô địch đồng đội của WWE không thể tranh cãi sẽ bị treo trên phòng một trận đấu bậc thang 6 múi, trong đó có cả hai danh hiệu phải lấy được để lại cuộc thi kết thúc. Lĩnh vực tham gia bao gồm đài The New Day, The New Cat Public và những người nắm giữ danh hiệu đương kim Diamond Press và Finn Balor. Hai trận tranh chức vô địch khác cũng ấn định được chỉ vài ngày sau khi vượt qua một năm với tư cách là nhà vô địch thế giới W nữ. Ripley sẽ bảo danh hiệu mình trước chiến thắng trong trận đấu phòng loại trừ. Nhà vô địch liên lục địa cũng sẽ tham gia bảo vệ danh hiệu của mình, người chiến thắng trong trận đấu găng này. Vâng, mời quý vị và các bạn đón xem những trận đấu kịch tính và căng thẳng trên kênh WWE trên toàn thế giới. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.